Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm vườn tràm Năm Gân và vườn tràm Trà. Đây là cây tràm Năm Gân này mọi người. À đây là cây tràm Trà, tràm lá kim này. Rất là tốt. Đây là cây tràm Trà mọi người nhé. Còn bên này là tràm Năm Gân. Vườn tràm này thì bên mình được trồng theo phương pháp canh tác hữu cơ. Tràm Năm Gân rất là tốt luôn. Đi sâu vào trong thì rất là tốt. Bên này là tràm Trà.